Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi ngày hôm nay, thứ tư ngày mùng 5 tháng 10. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi các tỉnh ở thị trường miền Bắc đồng loạt có xu hướng tăng giá, nhiều địa phương đã đạt mức từ 60 đến 64.000 đồng trên 1 kg, thì trong ngày hôm nay, đến lượt các tỉnh ở thị trường miền Nam có xu hướng tăng. Đặc biệt ghi nhận nhiều địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ đã đạt mức giá từ 57 đến 59.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận, một số địa phương có xu hướng tăng mạnh trong ngày hôm nay như Trà Vinh 55 đến 57.000 đồng trên 1 kg, khu vực Cà Mau 58 đến 59.000 đồng trên 1 kg, Kiên Giang trong ngày hôm nay cũng báo giá lên đến 58.000 đồng. Thay đối với tỉnh Bến Tre phổ biến trong mức từ 57 đến 58.000 đồng trên 1 kg, Tiền Giang 55 đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ ghi nhận mức giá từ 56 đến 59.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt một số địa phương ở khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở mức giá cao so với các địa phương khác ở phía Nam. Trong khi đó, theo ghi nhận, các tỉnh ở thị trường miền Bắc đà tăng có xu hướng chậm lại. Nhiều địa phương trong ngày hôm nay phổ biến trong mức giá 62 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Số ít khu vực có mức giá 64.000 đồng trên 1 kg. Giá heo chứng lại khi các đầu mối không còn thu mua mạnh như những ngày trước. Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, giá heo hơi đã lên đến mức 58 đến 64.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh vùng cao của miền Bắc trong ngày hôm nay cũng đã đạt từ 60 đến 62.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, một số địa phương ở miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng đã có xu hướng tăng giá ở các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong ngày hôm nay, mức giá phổ biến từ 56 đến 62.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cũng báo giá từ 56 đến 59.000 đồng trên 1 kg. Hay các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến trong khoảng từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Tây Nguyên trong ngày hôm nay nhiều nơi cũng báo giá phổ biến từ 54 đến 57.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt là khu vực Lâm Đồng và Đắk Lắk. Hay đối với các tỉnh Gia Lai, thưa quý vị và các bạn, sau đây là giá heo hơi cụ thể tại từng địa phương trên cả nước trong ngày mùng 5 tháng 10. Tại Hà Nội giao động trong khoảng từ 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg, Hưng Yên 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg, Thái Bình 61 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg, Hải Dương 60 đến 63.000 đồng trên 1 kg, Hà Nam 60 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg, Hải Phòng 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg, Quảng Ninh giao động trong khoảng 63.000 đồng trên 1 kg, Nam Định giá giao động trong khoảng từ 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg, Ninh Bình và Phú Thọ giá giao động trong khoảng từ 60 đến 63.000 đồng trên 1 kg, Thái Nguyên giao động trong khoảng từ 59 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg, Vĩnh Phúc 60 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg, Bắc Ninh giao động trong khoảng 62.000 đồng trên 1 kg, Hòa Bình 59 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg, Bắc Giang 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg, Tuyên Quang 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg, Lạng Sơn 59 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg, Bắc Cạn 58 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg, Cao Bằng 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg, Yên Bái 59 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg, Lào Cai 58 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg, Hà Giang 59 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg, Điện Biên 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, Sơn La 58 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg, tỉnh Thanh Hóa 57 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg, Nghệ An 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, Hà Tĩnh 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, Quảng Bình 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, Quảng Trị 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, Thừa Thiên Huế 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, Quảng Nam 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Đà Nẵng trung bình 58.000 đồng trên 1 kg, Quảng Ngãi 55 đến 57.000 đồng trên 1 kg, Phú Yên 55 đến 58.000 đồng trên 1 kg, Khánh Hòa 55 đến 58.000 đồng trên 1 kg, Bình Thuận 54 đến 57.000 đồng trên 1 kg, Bình Định 54 đến 56.000 đồng trên 1 kg, Ninh Thuận 55 đến 57.000 đồng trên 1 kg, Kon Tum 55 đến 56.000 đồng trên 1 kg,
Gia Lai 53 đến 56.000 đồng trên 1 kg, Đắk Lắk 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Đắk Nông 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Lâm Đồng 56 đến 58.000 đồng trên 1 kg, Bà Rịa Vũng Tàu 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, Đồng Nai 56 đến 58.000 đồng trên 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh 57 đến 59.000 đồng trên 1 kg, Bình Dương 56 đến 59.000 đồng trên 1 kg, Bình Phước 55 đến 57.000 đồng trên 1 kg, Long An 56 đến 57.000 đồng trên 1 kg, Tiền Giang 55 đến 56.000 đồng trên 1 kg, tỉnh Bến Tre 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt, tại mỏ Cày Nam, Bến Tre, giá đã đạt lên đến mức 58.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 55 đến 57.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu 56 đến 58.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng 54 đến 55.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long trung bình 55.000 đồng trên 1 kg. An Giang 55 đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ 55 đến 57.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp 55 đến 58.000 đồng trên 1 kg, Cà Mau 56 đến 59.000 đồng trên 1 kg, Kiên Giang 55 đến 58.000 đồng trên 1 kg, Tiền Giang 55 đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trên đây là bản tin giá heo hơi ngày 5 tháng 10 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh để theo dõi các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.